Cho các bạn đấy biết đổi truyền phòng thuế. Tại buổi này thất nghiệp nên anh em truyền phòng thuế kiểu đi tiên. Số tiền nó về nào. Chúng tôi đang định địa bàn miền Bắc để mà truyền phòng thuế cho một số sinh viên Việt Nam mà mình làm miễn phí. Đấy là anh dẫn đầu đoàn anh về. Đấy là anh về, anh có cảm nghĩ gì về cái đoàn ở đấy rồi? Tôi không biết ở đấy. Công việc nhất trí là thôi, tôi không phải cho lên hình tí. Dạo này là anh em đứt cả nhà thất nghiệp rất nhiều, chứ chỉ có cái việc lý làm thuế trong bọc chuyển ra. Anh có cảm nghĩ gì về vừa gặp được người yêu mà vừa được chuyển được phòng? Thôi ạ, biết rồi. Cảm nghĩ rất chí là sâu sắc gồm. Các anh thấy anh có cảm nghĩ chưa? Chăm cho mình chị, chăm cho nó không? Bỏ quá. Đúng rồi quá, ừ. Và mình đang đến cái địa bàn miền Bắc. Hôm nay tới gió to. Vì gió to lên người Hàn hỏi TV mình với bọn mà tôi phải mình. Tôi không bao giờ lên TV mà tôi cũng phải lên chị. Có một thôi vận chuyển mít nhọc thì anh em đang dạy chị. Đấy là anh về đang vui chơi của anh gọi tin đi. Đấy là anh gọi tin đi. Đấy là anh chị. Mình nghĩ là cho nó khoan ấy. Mình chơi cái to như được. Chơi cũng hơi bệnh.